Đẹp quá ha. Đuối rồi. Được nhát không? Không có gì vui vẻ cả. Quá nhát hả? Khỏi cũng được, có gì không? Nhiều lắm không? Chơi nó không? Chơi cái máy bay đi. Đúng rồi. Máy bay chơi. Máy bay mình chơi chơi đúng không? Đó là nhát nhát rồi. Táo nằm cứ rồi. Máy bay không phải gì nữa. Đang mình thông quá thông. Ê ê, lát nữa là nhập hình nha. Gì? Lâu nãy nhập hình nha, lâu nãy. Đó, lâu nãy. Không yếu em nào mà mình rồi. Alo, ông không cho biết tôi à? Tôi không mặc là thợ hối. Thank you.
cảm giác thế nào? Anh quá thông thích, mà không ngờ anh năng lượng như vậy, quá là siêu phụ luôn á, không ngờ luôn á, quá dữ. Tôi không phải là giống mặt đầu thôi, cái muốn ói thôi, chứ cũng bình thường mà dự kiến ảnh hưởng quá. Chơi nữa là dự kiến ảnh hưởng. Mình thì không sợ nhưng mà Ông chơi cái trò lúc nãy mà tôi đi chơi. Nhớ luôn á. Nghe hả? Đi xe xuống dưới cho nhé, áo sạch kìa, chị lên. Đi kia kìa, khỏe không? Chỉ có một cái ghế chứ mà chống mặt. Đi nhẹ áo sạch. Thấy không? Đâu, đâu có đèn đèn đèn. Ê, Hảo, nó nghe nè. Mình vô cái khu vinh nhà Hiếu Nhi nhỏ nhỏ nghe đi. Cái gì? Vô cái khu vinh nhà nhỏ 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 nhỏ. Nó nghe nè. Ừ. Chơi chống mặt quá à. Cho nhảy Âu đi thành đi. Bên này. Bỏ trứng hay bên này? Bên này. Nhớ bên này.
cái tên này cũng vui lắm á. Vui. Mình bấm màu xanh thế là nó đi lên, bấm màu đỏ là đi xuống. Oh. Ôi không nhớ mặt được nha. Đuổi theo, đuổi theo cái đứa phía trước mình đó, vui. Tiếc quá. Do hải mình nó làm ảnh hưởng tới cái cuộc vui. Trời thiền hả? Dạ tôi thấy e cũng ổn. Ủa rồi nó học gì không vậy? Nghĩ giờ. Hả? Hả? Không biết. Nó học mà. Nét nó vô. Con bị dâm. Dâm. Ông nhớ cái mũi rồi. Không biết nữa. Không thấy đâu. Này học nhiều mà. Ờ, này này. Ba mũi. Không. Ừ. Hai mũi rồi.